Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món bánh xếp nhân hẹ. Ở đây mình có 9 tay nấm đâm cô. Nấm này mình đã ngâm nước mềm và đã rửa sạch. Một chén nhỏ tôm khô. Và 800g hẹ. Bây giờ mình sẽ sắc cái phần hẹ với nấm với tôm khô này ra. Chảo bây giờ nó đã nóng rồi, mình cho chút xíu dầu vào. Bây giờ mình cho tôm khô vào xào ha. Cho nấm đậu cô vào. Mình cho một chút xíu nước vô cái phần nhân này. Mình cho vào nhân một muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nửa muỗng cà phê đường. Mình giảm cái phần lửa này nó cho thấp xuống chút xíu, rồi xào cái phần nhân này cho nó thấm đều gia vị á. Mình cho cái phần đầu hẹ vào. Làm món bánh xếp này nè, mình có thể làm nhân tôm hoặc là củ sắn, nấm mèo, tùy theo ý thích của mình. Phần nhân hồi nãy giờ mình xào như vậy cũng đã được rồi, bây giờ mình cho hết cái phần lá vào. Mình cho thêm chút xí muối nữa. Mình tắt bếp là được rồi đó, tại vì cái lửa này nó vẫn còn nóng á. Phần nhân bánh hồi nãy mình xào chín rồi, mình đổ nó ra ngoài cái rổ lưới như vậy nè, để cho nó chảy cái phần nước này xuống. Khi mình bỏ nhân vào vỏ bánh á thì nó không có bị ướt. Mình sẽ làm cái phần nước tương. Cho một muỗng canh đường cát. Cho 3 muỗng canh nước sôi. Ba muỗng canh nước tương. Còn ở đây là giấm đỏ. Mình cho một muỗng. Mình quậy đều nó lên và nêm nếm lại. Cái phần nước tương mình làm như vậy đó, nó đã vừa ăn rồi. Ở đây mình có loại bột kêu là whisk starch.
Bột này á, là bột tàn mì. Mình cho là 200 gram bột tàn mì vô tô. Còn ở đây là bột năng. Mình cũng cho 200 gram. Mình cho chung với bột tàn mì. Mình cho nước sôi á vào từ từ. Phần bột này bây giờ nó rất là nóng. Mình đeo cái bao tay vào nhồi. Làm bánh này á là mình phải dùng nước sôi thật là sôi. Khoảng đây nó còn bột nhiều là mình cho chút xíu nước sôi vô nữa. Mình thấm chút xíu dầu ăn ở dưới đây. Phần bột hồi nãy giờ mình nhồi nó đã mịn đều như vậy là được rồi. Bây giờ mình chia nó ra làm đôi. Mình cho nó vào cái bịch này nè. Mình bao nó lại để cho bột nó đừng có khô. Bây giờ nước nó sôi rồi mình cho bánh vào hấp ha.